Tôi đã từng rất lo lắng khi ba mẹ không khỏe và ăn ngủ không ngon. Bản thân cũng mệt mỏi vì công việc và lo âu. Nhưng tôi đã tìm được thực phẩm chức năng Spivita Nutri để bổ sung dinh dưỡng cho gia đình sau mỗi bữa ăn. Spivita Nutri với thành phần tạo spirulina nuôi trồng từ nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo, dồi dào đạm thực vật, vitamin và khoáng chất giúp bồi dưỡng cơ thể, tăng cường sức khỏe để cả gia đình luôn căng tràn sức sống. Spivita Nutri, nguồn dinh dưỡng mỗi ngày. Sản phẩm của DHC Pharma.